Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chơi tiếp Minecraft Hồi Đại Khủng Long. Ở tập trước thì mình đã ôi ra khúc này cái đã. Mình đã mang về được khủng long siêu to khổng lồ luôn các bạn ơi. Đó chính là khủng long Atlantitan các bạn ạ. Đây là loài khủng long mà mình nghĩ to nhất ở bên cái hang động nguyên thủy rồi. Chỉ tiếc á, mình không thể nhờ Atlantitan tấn công phụ mình ở cái trạng thái bình thường này ha. Bắt buộc mình phải cưỡi rồi điều khiển bằng kỹ năng thì mới có thể tấn công được. Nhưng mà làm sao mang về được loài khủng long siêu cấp quý hiếm và to này, mình thấy cũng khá là hài lòng rồi. Đã vậy còn là hình dạng nguyên thủy nữa chứ. Và có một cái chuyện buồn á, là mình đã mất đi anh Long rồi các bạn ạ. Anh Long da xanh á, nên là sắp tới chỉ còn chị Long thôi. Mình sẽ cố gắng kiểu như là chăm sóc chị Long, rồi tìm kiếm cho chị Long anh Long mới ha. Hy vọng là sẽ sớm tìm được. Rồi, còn công việc trong ngày hôm nay của mình thì chắc sẽ không có nhiều thời gian ở nhà đâu các bạn ạ. Phần lớn là chúng ta sẽ đi phiêu lưu tiếp đó, nên là mình sẽ cần ngủ một giấc cho thiệt đã để sáng dậy lên đường cho nó suôn sẻ các bạn ơi. À, mà trong chuyến đi này thì mình cũng mang theo những cái ngọc lục bảo mà mình tích góp bữa giờ ha. Để có gì mình tìm kiếm dân làng bán sách sửa chữa các bạn ạ. Hiện giờ mình có đúng một cái quyển sách sửa chữa thôi, mà xích giáp của mình thì hiện tại nó gách tèn beng hết trơn rồi, chưa có điều kiện nâng lên full cái xích giáp cực kỳ xịn này, nên là chúng ta vẫn phải cần sửa giáp lại đó nha. Rồi cất ngọc lục bảo vô kẻo quên nè. Ok, và chúng ta sẽ lên đường cùng với đâu nhờ, đây những em khủng long bay. Mình sẽ cưỡi một trong hai em này ha, để chúng ta bay tới vùng Savanna, nơi mà lúc trước chúng ta tìm ra được Triceratops á các bạn. Hôm nay dự tính là mình sẽ tìm cho Triceratops bạn đời nè, với cả là chiêu mộ thêm một em nữa về đội để hỗ trợ mình trong những trận chiến ở tương lai á. Dự là sẽ còn căng thẳng hơn rất là nhiều đây, nên là phải tìm gấp gút mới được. Ý, bây giờ mới nhớ ta, hình như ở vùng Savanna. Ê, còn có anh Di Cá các bạn ơi, mình chưa có thuần hóa anh Di Cá. Đúng rồi, hay là hôm nay chúng ta sẽ chiêu mộ thêm anh Di Cá nhờ. Ok, mới nói anh Di Cá. Ôi, anh đang nằm ngủ các bạn ơi. Quay được á. Ý kiến hay. Nhưng mà anh Di Cá thì rất là thích ăn thịt cơ. Mình thì chuyến này đi mình không có mang theo thịt à. Trời đất ơi, phải biết sớm. Ok, giờ mình sẽ để cho em khủng long bay này follow theo mình ha. Sau đó thì mình sẽ tìm kiếm ở cái vùng này coi coi có bò, cù hay là bất kỳ loài nào mà rơi ra thịt không. Mình sẽ mang lại rồi dụ dỗ anh Di Cá mới được. Bây giờ đội quân khủng long của mình đang cần lực lượng chiến đấu các bạn ạ. Cứ khủng long nào mà chiến đấu tốt á, mình sẽ chiêu mộ liền ha. À, bạn nào có nhu cầu mua Roblox, Love Fruit cũng như là Unit Talent thì nhớ ghé qua shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận video á. 3000 Wubhus later. Sau khi đã có được một mớ thịt rồi. Ê, từ. Dưới đằng kia còn có Triceratops kìa, đang ép A nữa. Hợp lý nha. Quá tuyệt vời. Rồi, tạm thời mình sẽ cho khủng long bay ở đây. Có an toàn không trời? Mình sẽ lại mình dụ dỗ anh Di Cá trước rồi đó. Ui trời, anh Di Cá đi săn khủng long các bạn ơi. No. Ok, mình không cứu cái nhóc khủng long kia được rồi. Ai vậy? Anh Di Cá này hung dữ quá à. Để mình kiếm cái lỗ nào đó mình dụ Di Cá mới được. Cái lỗ này chắc là cũng tương đối ổn đó các bạn. Ok, dụ anh Di Cá lên thôi. Hey, anh Di Cá kia. Đúng rồi, lại đây, có ngon anh lại đây. Lại đây tôi cho anh ăn liền đó. Ngon anh bước vô đây. Đúng rồi. Ui trời, anh Di Cá thông minh vậy. Ây. Ui da à. Ui chắc phải đặt thêm cửa sập các bạn ơi, như vậy không dụ được anh Di Cá rồi. Anh thông minh quá. Ui. Mình có cái thùng mình ha. Đúng rồi. Khó quá thì chúng ta dùng thùng. Ok. Được. Trời ơi bị dí gung quá các bạn ơi, quên luôn. Này thì anh Di Cá hả, anh lì với chúng tôi. Mình sẽ lại gần xíu đó. Vậy đặt cái thùng ra rồi. Nhốt anh Di Cá thành công. Chúng ta sẽ cho anh Di Cá ăn ha. Không biết anh chịu không nữa. Ăn đi anh ơi. Ăn đi mà. Ui sống ăn chứ nhớ.
Ủa sao sao sách giáo khoa ghi là anh với cá là thích ăn thịt mà ta? Ồ, mình sẽ thử đi sang xíu coi. Ồ, mình đi sang xíu, ảnh ăn xong rồi ảnh chịu thuần hóa mình luôn rồi. Ôi, nhanh vậy. Mình thành công rồi các bạn ơi. Vậy là chúng ta đã làm bạn được với một anh di cá đầu tiên. Ấy, tuyệt vời. Và đương nhiên rồi, mình vẫn có thể ra lệnh cho anh di cá đi theo mình ha. Hoặc không là ngồi xuống đợi mình nè. À, rất là hay luôn. À, mình không có đủ đồ nghề để chế tạo yên nên là chưa cưỡi được. Nhưng mà không sao, giờ thì mình sẽ dắt anh di cá lại chỗ em cũng Long Bay cái đã. Ồ, được đó các bạn ơi. Mình thấy là anh di cá khá là nhanh nhẹn. Ê. Ồ, gặp thêm một anh di cá khác. Ủa, nhưng mà đây phải anh di cá không vậy? Hay là chị di cá vậy? Từ 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 từ, mình nghĩ đây là giống cá lắm nha. Ủa, giống đực hả? Ủa, vậy đằng kia là... Ủa, cũng đực luôn. Hai hai anh di cá luôn hả ta? Hay là mình kiếm chị đi. Ừ, chứ hai anh đực thì cái khu vực của mình nó hơi gay cấn các bạn ạ. À. Không được không được, mình phải ở đây 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 tìm chị di cá mới được. Không biết phải chị không nữa, mong là chị đi. Sao ngoại hình không thấy khác nhau chân vậy? Ui dội, gầm thét gầm thét. Bình tĩnh bình tĩnh. Ui đây rồi chị di cá đây rồi. Đúng rồi, chị di cá lại đây, chị di cá lại đây. Lại đây xíu nữa, gần cái lỗ đi cho tiện. Rồi. Xong phim, xong phim. Chị di cá rồi cũng sẽ vô rọ thôi. Ok, đặt chị di cá xuống nè. Sau đó thầy chuẩn bị cho chị di cá ra ngoài. Alright. Trời ơi, mới ra là la làng rồi. Thôi ăn đi chị ơi. Ăn đi, ăn đi. Mình phải đứng xa ra các bạn ơi. Thì khủng long mới chịu ăn đó. Mới có ăn chưa nữa. Xa xíu nữa. Khuất tầm nhìn luôn. Thì may ra khủng long mới ăn cơ. Ui, đang ăn các bạn ơi. Kìa kìa kìa, đang gặm kìa, mình thấy đang gặm đó, đó đó đó. Ui. Ui, ăn ngấu nghiến luôn. Không uổng không, nãy giờ mình đi săn bò tươi các bạn ơi. Đúng rồi, ăn đi chị. Ăn no bụng nha. Trời ơi, ăn mà còn la nữa. Vừa ăn vừa la. Chị này. Hả? Đang ăn xong ngủ rồi, ở kìa. Thức dậy ăn cho tôi. Ok. Chọc cho chị Di cá thức các bạn ơi. Thức dậy còn ăn đâu nữa. Trời ơi, người ta cho ăn mà nằm ngủ vậy nó tỉnh bơ thiệt. Yes. Cuối cùng chị với cá cũng chịu về đội mình rồi các bạn ơi. Wow. Tuyệt vời, tuyệt vời. Vậy là hôm nay chỉ với một lúc ở cái vùng Savannah thôi mà mình đã có được anh chị với cá luôn các bạn. Thức dậy đi anh này. Hello. Hello. Trời, đã nghe thức dậy là có bạn đời luôn. Rồi rồi. À, chắc chắn rồi, mình sẽ giữ hai đại ca khủng long này vô trong. Đúng rồi, vô trong đi. Chính xác, đi vô thùng đi. Rồi. Còn còn cái anh này nữa. Đi vô đi. Ok. Rồi, ok. Giờ hợp tác đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tới công đoạn đó chính là chiêu mộ thêm Triceratops á các bạn. Này, cái này thì sẽ căng thẳng hơn đây. Bởi vì Triceratops rất là khó để thuần hóa các bạn à. Không hề dễ xíu nào luôn á. Nhưng mà không phải vì thế mà mình sẽ từ bỏ ha. Quỳ, ở đây có cả một đàn luôn hả? Quá tuyệt. Triceratops nhà mình là giống đực rồi. Nên là mình sẽ tìm ăn đời cho Triceratops ha. Đó chính là Triceratops cái. Đây. Có luôn. Ui, tức giận, tức giận. Ok, tức giận nhưng mà cho ăn thì vẫn ăn nha. Alright. Đúng rồi. Ăn đi. Ăn nhiều lên. Chợ mình vừa thuần hóa được thêm 3 Triceratops nữa là bá cháy luôn các bạn ạ. À. Nguyên đàn lên ăn luôn. Đã. Ê.
Ê, gì đây, gì đây? What the heck? À, ấy à, dở mặt hả? Dở mặt, anh Di Cá này. Tôi đã có anh Di Cá bảo kê nha. Giỡn. Hôm nay mình với anh Di Cá mới về đội sẽ cùng nhau chiến đấu ha. Thôi, mình phải cẩn thận, kẻo đánh trúng anh Di Cá nha mình. Ok, một xíu nữa. Ha ha. Giỡn mặt hả? Uầy, tính ra Ceratosaurus á, tấn công cũng tương đối là nhanh nhẹn á các bạn ạ. Lượng máu thì hơi thọt so với tri xe một xíu thôi ha. Nhưng mà được, nói chung là ổn áp đấy. A few moments later. Hình như mình đã tem được. Ôi, mình đã thuần hóa được một Triceratops cái đầu tiên rồi. Yo, gắn thêm một Triceratops nữa coi được không? Tại vì mình thấy Triceratops thực sự là một loài khủng long á, cùng nhau đi chiến đấu rất là khỏe các bạn ạ. Nếu mà trang bị full giáp ấy, nên là mình muốn chiêu mộ càng nhiều càng tốt. Nào nào, thêm đi, thêm đi. Đừng không chịu không, không biết chịu không nữa. Mình sẽ tranh thủ đợi ha. Còn nhiều đây lá thôi các bạn ạ. Đợi một tí nữa xem như thế nào. À, mà Triceratops mình đã thuần hóa rồi thì mình sẽ dẫn qua bên đây ha. Để đỡ dành phần ăn chứ không gì hết trơn á. Thức ăn mình sắp hết rồi. Tính ra là ăn từ sáng cho tới tờ mờ tối luôn rồi đó các bạn. Mà hai chị này không có chịu gì trơn vậy trời. Rồi luôn, vậy là chúng ta chỉ có duyên với chị này thôi. Chị xe này à... Hai chị này có vẻ là hơi khó rồi. Thôi, chồng mình cũng không đòi hỏi gì thêm các bạn. Hôm nay là ha, quá là tuyệt vời rồi. Và vẫn cho tri xe vô trong này ha. Để mang về cho tiện các bạn ơi. Rồi, qua đây chị ơi. Ok, rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ gửi khủng long bay và trở về nhà thôi các bạn. Hoàn thành nhiệm vụ ở vùng Saibana này rồi. Đã quá đi. Let's go. Ui, chưa. Làm gì mà mắc kẹt cái đó vậy ta? Anh Long, ủa lộn, anh Jika. Này, mình sẽ test đội quân mới các bạn ơi. Đội hình bao gồm hai anh chị Jika nè. Đã. Ôi, cái này là tri xe mà, lộn. Đây mới là hai anh chị Jika nè. Đấy. Và anh Di Cá dùng này để coi. Ok, 1-3. Tôi xong rồi. Úi dồi. Rồi luôn. Hết làm anh Di Cá luôn. Mình tàn nhẫn quá các bạn ơi. Không được rồi, mình đang dần bị tha hóa rồi. Không ổn. Như vậy riết chắc mình thành kẻ phản diện luôn quá. Thôi, chúng ta phải bình tĩnh lại. Đi về thôi các bạn ơi. Mới test sức bệnh sơ thôi nhưng mà mình thấy khá là phấn khởi đấy. Sắp tới, giờ là đội quân khủng long của mình á sẽ còn hùng mạnh thêm nữa đây. Trở về nhà thì cái việc đầu tiên mà mình cần làm á đó chính là sắm liền. Ôi, từ từ, khủng long đang bị mắc mưa các bạn ơi. Bay xuống gần gốc cây để em thôi. Mắc mưa tội nghiệp em. Ok. Rồi, bây giờ thì mình sẽ vô trong để chúng ta chế tạo một cái set giáp cho Ceratosaurus ha. Và set giáp của loài khủng long này thì mình thấy khá là rẻ các bạn à. Mình chỉ cần sắt với cao vàng thôi, cực kỳ đơn giản luôn. Thế nên là mình sẽ làm liền ha. Hai cái cho hai anh chị Di Cá nè. Ok, tiếp theo sẽ là yên. Thì cũng cần sắt và vàng nhưng mà kết hợp thêm với một chút xíu xương nữa. Rồi luôn, có luôn. À còn thêm da thuộc nữa chứ. Alright, mình sẽ làm liền hai cái ha. Ok, là việc cuối cùng đó chính là trang bị vào cho khủng long thôi. Không biết là khi lên giáp thì anh chị Di Cá sẽ trông như thế nào ha. Không biết các bạn có háo hức không? Mình thì đang rất là hóng đây. Rồi, xuất hiện nè. Lên yên trước đi. Ui, yên. Ê, kìa. Ê, đeo quay. Ê. Hết. Rồi luôn, hết thiệt luôn. Hết giống luôn. Ngồi yên cho tôi. Ê. Thiệt tình luôn á trời. Mới về nhà thôi là báo thủ rồi. Cái này là anh Di báo chứ không phải anh Di Cá các bạn ơi. Mặc dù mặc cái yên vô là nhìn cũng ngầu đó nhưng mà hơi báo nha. Sao anh báo gì vậy hả? Mấy anh chị, tôi mệt với hai anh chị thiệt á. Rồi mặc giáp vô coi. Wow. Uầy. Mặc dù báo thủ nhưng mà mặc giáp vô cũng ngầu lắm các bạn ơi. Hả? Cũng ra gì đấy.
Thôi, quậy quá rồi. Bắt buộc là phải đưa vô bên trong các bạn. Để bên ngoài là mình không có nuôi bò, nuôi cừu gì được hết. Các bạn cũng thấy rồi đó. Chưa gì là quậy banh cái chuồng cừu mình rồi. Thì chuồng cừu trong chỗ mình luôn rồi đó. Sống nổi không? Gầm gừ cái gì? Đừng có la hét nữa. Không ai thông cảm cho anh Di Báo đâu. Hey, đổi tên luôn. Từ anh Di Cá thành Di Báo đi các bạn. Quậy quá quậy. Nghĩ sao cái chuồng cừu người ta nuôi, người ta không dám thịt. Về là thịt hết trơn luôn rồi. Không hiểu luôn. Tại sắp tới là phải nhờ cậy đó nên là mình nhịn đó các bạn à. Thôi là tới công chuyện với mình rồi. Ok. Ồ cái gì? Wow. Mỗi khi mà khủng long gầm thét lên đó các bạn, mình điều khiển khủng long gầm thét sẽ tăng kháng cự và chỉ số sức mạnh á. Nè, hợp lý phết luôn. Vậy là mai mốt mình điều khiển khủng long á là mình phải thường xuyên gầm gú lên. Ở đây, tri xe thì sao? À, tri xe thì gầm lên thì không có tăng sức mạnh á. Còn anh Di Báo với chị Di Báo là có tăng sức mạnh và kháng cự luôn. Oh. Wow. Đội quân khủng long của mình hơi bị xịn rồi đó các bạn ơi. Chưa chưa. Còn tri xe chưa có giáp nữa. Ê, nhưng mà quên. Giáp của tri xe các bạn là mình còn phôi netherite cơ. Nên là tạm thời thì chắc mình chưa chế tạo được á. Thôi, cứ để cho tri xe trong này đi lại rồi ăn uống để làm quen môi trường mới đi ha. Thích quá, kiểu cảm giác một cái môi trường mà mấy loài khủng long á. Rồi kể cả đời ơi tời có đại nè, chung sống hòa thuận với nhau. Nó đã gì đâu các bạn à. Chứ không phải là như môi trường ngoài tự nhiên á, gì đâu mà cắn lộn nhau tùm lum. Công việc thứ nhất đã xong. Bây giờ thì chắc mình thu gom đồ rồi chúng ta nghỉ ngơi để chuẩn bị cho công việc tiếp theo thôi các bạn. Không biết là các bạn có háo hức những cái hang động tiếp theo mà chúng ta sẽ khám phá hay không nhỉ? Hay là bây giờ để mình spoil nhẹ cho các bạn hóng chơi ha. Với lại mình cũng tò mò lắm các bạn à. Ok, giờ thì mình sẽ xách một ít cái cave tablet này cũng như là giấy lên trên để chúng ta bắt đầu tìm hiểu ha. Cho một cái vô. Cho một miếng giấy vào. Và cái chữ đầu tiên mà chúng ta cần giải mã đó chính là từ Balroy. Oh my god, chữ Balroy hả? Chữ B là lạ nè. À, chữ bờ là nó sẽ có hình dạng giống như là cái gì ta, khó diễn tả quá, giống như cái lỗ mũi đi. Ok, chữ O là giống như cái lỗ mũi nhưng mà lật ngược lại đúng không? Ui, ê cái chữ này sao mình nghi lắm nha. Nè, hai cái lỗ mũi nè. Ú, chuẩn luôn các bạn. Tiếp theo là từ quarry. Từ quarry, chữ Q là bắt đầu bằng hình hình chữ U nằm ngang đúng không? Có dấu chấm nữa. Ở đây chắc. Nè, chú nằm ngang rồi mặt cự. À, nó nằm ở dưới này. Trời ơi. Tiếp theo là từ Magnetron. À, Magnetron hả? Là chữ M đúng không? M là hình chữ L lật ngược mà có dấu chấm nữa. Chữ A là hình nốt nhạc nè. Ê, sao giống chữ này vậy? Đập vô mắt mình là chữ này luôn nè các bạn ơi. À, đúng thiệt. Vậy là chúng ta đã có được cái Magnetic Cave rồi. Wow, hang động 500 các bạn ơi. Wow. Nani. Ê, các bạn có tò mò hang động 500 không? Có chứ gì. Thôi được, để mình dẫn các bạn đi thăm hang động 500 ha. Trước tiên thì chúng ta sẽ làm cái Cave Biomap trước nè. Đó, để chúng ta kích hoạt lên. Ok, và bây giờ nó sẽ dò tìm cái hang động 500 giùm mình. Và ra rồi. Nó đã tìm ra được một cái hang động 500 ha. Wow. Mình cất cái khiên vô coi. Cái hang động 500 này thì nó nhìn trên bản đồ thì nó cũng tương đối gần mình đó các bạn. Và nó sẽ nằm ở hướng này. Đây, hướng đối diện mình luôn nè. Ok, chắc là hôm nay chúng ta sẽ có một chuyến phiêu lưu để đi tìm hang động 500 ha. Nhưng mà để cho chiếc phiêu lưu này nó chắc cú nhất thì mình nghĩ là mình nên sửa giáp lại các bạn ơi. Chứ đang khám phá hang động mà bể giáp cái là tới củ kiệu luôn á. Ok, chắc là mình sẽ dành một chút thời gian mình đi đào kim cương đi ha. Sửa giáp lại cái đã. Ôi, ở trước có vẻ là một cái hang to lắm các bạn ơi. Ê, con nè. Ê, còn có kim cương nữa.
Nice. Đi rồi, đi rồi. Kiếm thêm đá để đi lên trên mà cũng gặp kim cương nữa. What the heck. Ui dồi. Nhân phẩm các bạn ơi. 4 viên liền, bỏ túi, bỏ túi. Ê rồi, vậy là có kim cương sửa giáp rồi. Ok. Tiếp theo coi, đi xuống dưới. Kìa. Còn kim cương. Ây da, ây da. Nữa kìa. Trời, xíu nữa là xuống dưới gặp Tiểu Cường rồi. Mày đó coi. Đi đường vòng các bạn ơi. Hả? Góc này cũng còn kim cương nữa nè. Quay cái hang này nó nhiều kim cương lắm các bạn ơi. Rồi chỗ này tương đối thấp rồi nè. Ok, nhảy xuống thôi. Hello Creeper. Trời, Creeper trầm cảm hay sao mà im gu vậy? Ok Creeper. Rồi mình lấy kim cương trước các bạn. Hehe, xương xương 7 viên thôi. Ở dưới này còn nữa thì phải. Đây. Ê khoan, con hoa thạch các bạn ơi. Thấy con hoa thạch. Được thêm 10 fossil nữa nè. Được á. Hàng này có lý. Rồi lấy kim cương đi. Được thêm mấy viên. Ê, có 1 viên thôi. Qua bên kia. Wow, cái hang này rộng lắm. Mình mà quan sát kỹ hồi còn gặp thêm nhiều đấy. Mình tin chắc là như vậy luôn. Với cả là kiếm thêm hóa thạch luôn các bạn. Nãy giờ không biết mình có bỏ sót nhiều hóa thạch không nữa. Mà thôi kệ đi. Nay dù sao mục đích chính của mình vẫn là đi tìm kim cương á. Bỏ sót ít hóa thạch cũng không sao. Ui, đằng kia nữa kìa. Đã. Kiểu này thì mình có kim cương để sửa giáp dài luôn rồi các bạn ơi. Rồi mấy đây. Đây là cuối đường rồi. Có vẻ là... Ơi còn. Rồi, ở đây cho mình thêm được một ít viên nữa nè. Ủa? Bên góc kia vẫn còn các bạn ơi. Được vậy ta, ơi trên kia nữa kìa. Rồi, càng đi càng gặp kim cương nha. Tính ra này, nãy giờ mình ở trong đúng một cái hang luôn á. Nè, đây nữa nè. Mà nhiều thiệt sự luôn. Thời tới. Có bữa thì mình tìm miết mà không có gặp các bạn à. Chắc này nhân phẩm mình hơi bị tốp á nha. Ủa đây là Rascal. Ủa mất tiêu rồi. Ủa sao tự nhiên. Có một Ê kìa. Người bạn này lại xuất hiện rồi. Quay sao giống như là chơi đuổi bắt với mình vậy. Đúng không? Ê, mình thấy á nhẹ. Tàn hình hả? Ồ, thì ra là người bạn này chơi đuổi bắt với mình các bạn ơi. Bị bắt ơi. Ôi, cho mình đồ. Ôi thiệt, chơi trốn tìm các bạn ơi. Còn cho mình đồ nữa, đã gì? Ồ, có một cái cúp ở bên trong. Ồ, thank you luôn. À, thì ra là cái người bạn lần trước gặp là rủ mình chơi chống tìm á. Làm mình sợ quá trời. Ok. Thôi, bạn ấy cho cúp thì mình lấy thôi. Và mình đã xong việc khám phá cái hang này. Tổng kết được 38 viên kim cương các bạn. Tương đối nhiều đó. Uầy, trên đường lên mình còn gặp thêm một cái khu vực để chúng ta lấy những cái... À, chính xác rồi. Cây thấp lết các bạn. Nhưng mà cái này bị trồn mất tiêu rồi. Eo. Hơi đáng tiếc á. Trên góc này hình như cũng có thêm một chỗ cây thấp lết nữa hay sao này các bạn ơi. Chính xác rồi. À, vậy mình để ý nha. Mấy cái chỗ trước cây thấp lết này á, thường thì nó sẽ nằm gần mặt đất hơn. Ồ, sao cái này giống cái nãy vậy? Ồ, không, khác. Nhưng mà vẫn trùng nha. Hiện tại thì có mấy cái ta. Cave tablet. Tổng cộng là có tới 5 cái loại cave tablet. Nhưng mà mình chỉ mới có 3 loại thôi. Và mình phân tích được 2 loại rồi. Việc của mình á là cần tìm thêm 3 loại còn lại cơ. À, càng nhiều càng tốt á. Nhưng mà với cái đà này thì chắc còn lâu các bạn. Thôi, okay. Từ từ chúng ta tìm á. Ok. Về tới nhà thì cái thanh niên này đi đâu vậy? Đi chỗ khác. Mình sẽ đi sửa giáp đầu tiên ha. Bội thu kim cương như vậy mà sửa full đầu bền luôn cay. Ây da, nó đã các bạn à. Cảm giác mặc giáp nó full đầu bền nó rất là thích á. Không như một cái giáp sắp gách tới nơi các bạn. Ok. Dư kim cương thì cất vô nè. Trong này thì có cái cúp bạn kia đưa mình. Để coi. Wow, đây là cúp gia tài các bạn ơi. Uầy, lúc đầu á mà gặp cái bạn đó mới
mà lượm được cái cúp này là hơi bị ngon nha. Cày kim cương các thứ các kiểu đồ được á. Ồ, đúng là bạn tốt. Cất cái cúp làm kỷ niệm luôn. Ngủ một giấc sáng dậy còn đi tìm hiểu về cái hang động 500 nữa các bạn ơi. Ồ, háo hức quá à. Và chuyến đi này thì để coi coi chúng ta sẽ dẫn người bạn nào đây ta. Mình nghĩ chúng ta sẽ dẫn theo anh Long chị Long đi. Ủa lộn, anh Di Cá chị Di Cá đi. Đó, đó chính là Ceratosaurus á. Ok, mới sáng sớm ngủ rồi. Trời ơi, cú đêm à. Theo tôi. Ở đâu còn một, đây núp nữa. Ban ngày thì ngủ, ban đêm thì đi quậy, đi báo. Ó tài luôn á. Rồi, ok. Mình sẽ cởi ra khỏi cổng ha. Đi nào, let's go. Ra ngoài thôi. Đúng rồi, đóng cửa lại. Kẻo mấy bạn kia đi ra ngoài mất. Ok, hướng đi thì chúng ta đã biết rồi ha. Đi thẳng về hướng này thôi các bạn. Ui, báo tuyết. Báo tuyết nữa, trời ơi. Wow. Ui, bữa nay mình còn gặp giống loài cực đẹp này nữa. Trời ơi. Ủa, phải báo tuyết hay là mèo tuyết vậy? À, báo tuyết các bạn ơi. Ui. Ê, anh chị Lộc. Ê, cái gì đây? Trời, đừng nói đi săn khủng long nha. Mình nghi lắm. Rồi, thôi xong rồi, đi săn lại săn khủng long vô tội nữa rồi. Lắc mai luôn rồi. Thôi đừng có sát sanh gây nghiệp nữa. Đừng có khỉa nữa. Trời ơi, nhỏ ở đây thôi. Đi. Mình dẫn đi ra lẻ các bạn ơi. Không thôi là lại sát hại cả đàn khủng long kia đó. Báo quá báo rồi. Mình thấy ở dưới có cái chỗ này quen. Kiếm thêm cây tấp lệch luôn. Ủa? Ôi trời, chỗ này không phải chỗ trước cây tấp lệch. À, quê xệ. Hả? Ê, mình gần tới chỗ hang động 500 luôn các bạn ơi. Trên bản đồ mình bắt đầu di chuyển rồi nè. Đây rồi. Cuối cùng cũng tới. Và có vẻ là nó sẽ nằm ở dưới ngay cái khu vực băng giá này luôn các bạn à. Ôi, hình như chỗ này nè. Chỗ này có vẻ là tương đối sâu á các bạn ơi. Đúng không? Có đường đi xuống dưới không? Rồi, dấu vết của hang động 500 đây rồi. Wow. Những cục đá như này mà nó có ánh đỏ nè các bạn. Quay. Đó, mình mở được cái thanh tụ luôn rồi cơ. Rồi, cứ thế mà đi đào sâu xuống dưới thôi các bạn. Rồi. Tới nơi. Đập vào mắt mình, đây là một hang động có vẻ là không có nhiều sự sống các bạn ơi. Nhưng mà toàn là những cái cột 500 các thứ đó không nè. Hai màu đỏ màu xanh, mình nghĩ là sẽ tượng trưng cho hai cực của cái cục 500 á các bạn. Ừ, mình đoán vậy. Wow. Và trong hang này thì có cả zombie các thứ nha. Nó không giống như cái hang nguyên thủy á. Nó có một chút gì đó hơi kinh dị hơn. Cái tiếng gì lạ ta. Chỗ này chật quá, mình không có đưa khủng long ra được các bạn. Mình kiếm khúc nào thoáng hơn đi. Ôi trời. Ôi, đằng kia có cục 500 nhưng mà nó cầm cái cuốc trên đầu kìa các bạn ơi. Hả? À, Nani. Kìa, còn có cục kia nó phóng điện gì nữa. Con kia bắn cái gì? Thích bắn hả? Ôi mày chuối. Ơ kìa, cái gì tấn công mình vậy? Ê, cục 500 kia tấn công mình. À, bắn nó được không? Ây da, mình bắn trật lớt rồi. Ok, mình bắn nó được các bạn ạ. Hên quá, mình có thủ theo cây cung. Mình sẽ lượm được cái gì đây? Đó là Telecore. Wow. Một vật phẩm mới các bạn ơi. Nè. What the heck? Hơi là mình mặc đồ kim cương. Chắc mình mà mặc đồ sắt, chắc nãy giờ mình bị dính vô trọng luôn quá. Ôi, mấy con này nó sẽ dùng 500 sức mạnh của 500 để nó điều khiển vũ khí và tấn công mình các bạn. Kinh thế nhờ. Ui, ở đây còn có spawner nữa. Quá thiệt. Tất cả chỉ là vô tình thôi. Mình không cố ý lọt vô động bàn tơ này đâu. Rồi thêm cái con gì nữa vậy?
cái con gì mà giống như cục chất nhầy vậy đó các bạn. Ui thiệt nè, nó rơi ra cái cục tròn tròn. Cái hang này có vẻ là không có khủng long các ông ơi. Khủng long không sống nổi trong này đâu. Mình đoán vậy. Rồi còn 500 gì nữa vậy. What the hell. Ok mình sẽ đi xuống dưới này đi. Có vẻ thấp hơn nè. Rồi một xíu nữa tình huống cấp bách thì mình sẽ kêu khủng long ra ha. Hiện tại thì mình đang thăm dò địa hình đó các bạn à. Nói chung thì lần đầu vô những cái hang lạ vậy thì chủ yếu là mình sẽ thăm dò sơ qua ha. Coi coi có gì ấn tượng nổi bật hay không. Mà thứ đập vô mắt mình nãy giờ toàn là những cái quái vật 500 không à. Đó nó sẽ tấn công mình kiểu từ xa như vậy ha. Ui da. Ôi con này nó. Ôi tưởng đâu nó né được mũi tên chứ. Yêu. Lại rơi ra đồ mới. Ôi ôi ôi. Cùng 500 thứ dữ. Không ổn rồi, không ổn rồi. Có 500 thứ dữ các bạn ơi. Ok, mình sẽ điều khiển. Điều khiển khủng long và tấn công nó. Ê ê, trời ơi. Wow, nó nâng cấp cơ thể kìa. Ui, con này. Trời ơi, nó biến hình, nó biến hình. Ui, ghê thế. Ui, nó tấn công. Này thì tấn công ha. Khủng long mình hả? Ở đây còn con nữa. Ui no. Cái khiên mình sắp chịu không nổi rồi các bạn ơi. Ôi nó quậy khủng long mình như vậy. Ok. Trời con đó nó mạnh lắm các bạn à. Khủng long mà nó quay như chống chống gì. Thôi, hạn chế tiếp xúc với mấy con đó đi. Ghê quá. Gặp thét lên. Ăn sức mạnh. Ăn ba thử coi. Kìa đằng kia còn thêm con gì nó bắn dây móc nữa kìa các bạn ơi. Đúng là hang động 500 các bạn. Toàn là liên quan tới 500 thôi. Kinh thiệt. Rồi mình nghĩ chuyến khám phá của chúng ta sơ bộ đã khá là thành công rồi ha. Ê chưa, cái này là cái gì? Lượm được không? Ô mình đào được. Bỏ túi mang về luôn. Rồi con kia định làm gì? Tới công chuyện như khủng long liền. Ok. Clear rồi đó. Ê. Thôi xong rồi, khủng long mình tức giận hay sao rồi. Mà con này nó biết bay các bạn. Ê biết bay nhưng mà vẫn bị khủng long cắn rụng. Nice. Giỡn mặt thôi được. Lỡ rồi. Úi trời. Điều khiển khủng long quẩy banh cái hang này luôn các bạn. Alright. Không biết các bạn thấy sao chứ mình thấy cái hang lần này thì có vẻ là chúng ta sẽ khó lòng mà tìm thêm được kiểu như khủng long á các bạn. Hơi đáng tiếc á. Nhưng mà đó chỉ là khởi đầu thôi. Mình chưa có tìm hiểu sâu về cái hang đó. Biết đâu được có khủng long 500 thì sao. Trời ơi, nghe thôi là thấy có sức hút rồi đó. Ok rồi cho khủng long ăn một ít cái đã. Nãy giờ chiến đấu cũng mệt rồi các bạn. Sau đó thì đi về thôi. Chuyến đi này khám phá sơ sơ vậy là ổn ha. Bắn cái gì con xương kia. Chỉ mong là sắp tới á các bạn, mình sẽ sớm làm được yên nè, cũng như là một cái set giáp cho Triceratop còn lại ha, để đội quân khủng long của mình em nào cũng có áo giáp các thứ, chiến đấu cho khỏe. Và hôm nay các bạn thấy hang động 500 như thế nào? Mình thì thấy đó là một hang động có vẻ là cũng nhiều thứ bí ẩn không kém hang động nguyên thủy á nha. Hy vọng là chúng ta sẽ có thêm nhiều chuyến khám phá nữa ở trong cái hang động đó ha. Và bạn nào có nhu cầu mẹp Roblox, Lovefruit cũng như là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lập nha. Lên shop ở dưới phần bình luận á. Không nhớ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong hành trình thời đại khủng long. Bye bye. We'll be right back.